xin kính chào quý vị khán giả. Ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ việc một điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung gây thương tích ngay trong bệnh viện. Điều dưỡng bị đánh là anh Trương Ngọc Nghĩa, cán bộ tiếp nhận thuộc khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 5 tháng 11, anh Nghĩa tiếp nhận bệnh nhân vào viện điều trị với vết thương ở ngón tay bên phải. Quá trình hướng dẫn bệnh nhân ghi hồ sơ, anh Nghĩa yêu cầu người nhà ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân. Do phía bệnh nhân viết chưa đúng nên phải viết lại. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân bất ngờ dùng tay, chân và ghế đuổi đánh anh Nghĩa. Hậu quả, anh Nghĩa bị thương ở cánh tay, bàn tay và phần đầu. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đối tượng Hồ Văn Kiều, 32 tuổi, trú tại xã Crong Búc, huyện Crong Park, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng. Theo điều tra ban đầu, vào năm 2019, Kiều bắt đầu hoạt động mua bán xe ô tô cũ với quy mô nhỏ trên địa bàn huyện Eka. Đến tháng 7 năm 2022, Kiều làm ăn thua lỗ và phải vay mượn khoảng hơn 7 tỷ đồng. Đầu năm 2023, Kiều xác định mất khả năng trả nợ nhưng tiếp tục vay mượn, nhận tiền mua xe, tiền góp vốn làm ăn của nhiều người. Sau khi có tiền, Kiều sử dụng một phần để duy trì việc làm ăn, phần còn lại dùng để trả lãi suất cho số tiền còn nợ. Đến ngày 21 tháng 9, Kiều mất khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn đến thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và cắt đứt liên lạc với những người cho vay. Đến nay, Kiều khai nhận đã đưa ra thông tin gian dối, lừa vay mượn tiền của nhiều bị hại ở thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk với số tiền là hơn 30 tỷ đồng. Với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, đối tượng Từ Văn Sinh, sinh năm 1995, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng. Sinh là đối tượng đã từng đi lao động bên Trung Quốc từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2014. Trong thời gian này, Sinh có quen và móc nối với một số đối tượng trong đường dây để đưa người Việt Nam sang Phúc Kiến, Trung Quốc lao động bất hợp pháp. Sinh được thỏa thuận nếu đưa thành công người Việt Nam sang Trung Quốc lao động sẽ được ăn chia phần trăm theo tổng chi phí dịch vụ của mỗi người mà chúng đưa sang. Ngoài ra còn được chủ sử dụng lao động cắt lại hoa hồng làm việc của mỗi lao động hàng tháng. Sinh đã lập ra các tài khoản để đăng bài quảng cáo trên các hội nhóm Facebook, Zalo để trao đổi về cách thức, lịch trình cũng như công việc tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, Sinh bố trí taxi sang Hải Dương đón hai khách để đưa sang Trung Quốc. Khi đi qua thị trấn Lai Cách thì bị Phòng An ninh Điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương phát hiện. Khi các gia đình có việc hiếu hỉ cũng là thời điểm mà các đối tượng lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản. Một đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm tiền mừng đám cưới vừa bị phát hiện bắt giữ. Đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, lại thiếu tiền để tiêu xài. Hoàng Khánh Linh, sinh năm 2003, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, đã nghĩ ra chiêu trò lẻn vào các đám cưới trên địa bàn, sau đó lợi dụng sơ hở của gia chủ để trộm tiền mừng cưới. Và những vụ trộm tiền mừng thì đã biến những đám cưới từ chuyện vui trở thành chuyện hoang mang, thậm chí là gây bức xúc cho quần chúng nhân dân về tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, theo đấu tranh ban đầu, bằng thủ đoạn ăn mặc sang chảnh, đeo túi xách to, đi xe máy xịn vào đám cưới như khách mời, Hoàng Khánh Linh đã thực hiện chót lọt 6 vụ trộm cắp tiền mừng đám cưới mà không bị ai nghi ngờ cũng như phát hiện. Vụ nhiều, số tiền mừng cưới bị trộm có thể lên đến hơn 100 triệu đồng, vụ ít thì cũng gần 20 triệu đồng. Tiền trộm cắp xong, Linh cũng nhanh chóng tẩu tán bằng việc mua điện thoại iPhone 15, xe tay ga đắt tiền hoặc sử dụng để đi du lịch. Sau khi tôi nhìn thấy đám cưới thì tôi sẽ để xe ở ngoài và sau đó tôi đi bộ vào trong. Mình tìm kiếm trong phòng ngủ, trong tủ hoặc là hòm đám cưới. Sau đó cậy tủ và lấy số tài sản đó. Trước đó, các đơn vị công an xã thuộc địa bàn công an huyện Đan Phượng liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm tiền mừng đám cưới. Đối tượng lợi dụng lúc gia đình tổ chức đưa đón dâu để ra tay, bởi lúc này mọi người đang tập trung vào nơi tổ chức hôn lễ mà sơ hở, mất cảnh giác. Nếu như có bị phát hiện, bị cơ quan công an điều tra thì sẽ rất là khó cho việc truy xét đối tượng sau này. Đó là đối tượng sẽ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang và thay đổi ngoại hình hoàn toàn so với khi mà đối tượng đến. Còn một cái đặc điểm khi mà
đối tượng thực hiện chót lọt những cái hành vi phạm tội xong thì đối tượng sẽ tẩu tán tài sản rất là nhanh, đó là rút ruột phong bì và mua sắm những cái tài sản cũng như là trang thiết bị cá nhân của đối tượng tiêu xài luôn và không có để cất giấu lâu. Mặc dù thủ đoạn ngụy trang là vô cùng tinh vi, nhưng vào trưa ngày 25 tháng 10, bằng việc huy động người dân tham gia tố giác tội phạm, Hoàng Khánh Linh đã bị người dân phối hợp cùng lực lượng công an bắt quả tang khi đang trộm tiền tại một đám cưới ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng. Công an huyện Đan Phượng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác vì đây là thời điểm cuối năm, là mùa cưới, mùa tân gia, quà mừng cưới luôn phải có người trông coi, quản lý chặt chẽ. Khi cất tủ, phải có khóa hoặc để vào két sắt. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người thương vong xảy ra tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, xảy ra vào chiều ngày 5 tháng 11, Công an huyện Bình Xuyên cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Duy Hanh, sinh năm 1975 và là người gây ra vụ tai nạn giao thông trên. Qua quá trình lấy lời khai nhân chứng và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Trần Duy Hanh, lực lượng chức năng phát hiện người này có mức vi phạm là 0,051mg trên 1 lít khí thở. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 11, một xe ô tô màu trắng nhãn hiệu Hyundai di chuyển trên tuyến đường thuộc địa phận xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thì bất ngờ xảy ra va chạm với nhiều phương tiện khác di chuyển cùng chiều. Điều đáng chú ý là sau khi va chạm với phương tiện đầu tiên, xe ô tô tiếp tục di chuyển thêm 30m và đâm vào nhiều phương tiện bao gồm cả xe máy và xe đạp điện và người dân đứng bên đường rồi mới chịu dừng lại. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Thưa quý vị, cùng với việc lập chốt kiểm soát xử lý lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn để phòng ngừa, kéo giảm thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến lái xe sau khi uống rượu, Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đang huy động tối đa lực lượng và bố trí nhiều công tác hóa trang nghiệp vụ phối hợp với cảnh sát giao thông ngăn chặn người đã uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 20 giờ tại một tuyến phố trung tâm phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, từ tin báo của tổ công tác hóa trang, đội cảnh sát giao thông trật tự đã phát hiện ngăn chặn nhiều lái xe sau khi uống rượu bia. Qua kiểm tra, các trường hợp này đều vi phạm vượt khung cao nhất. Tác điều tra cơ bản rất kỹ, chúng tôi cũng đã bố trí là lực lượng trinh sát sàng lọc những người mà sử dụng bia rượu ngay tại bãi đỗ xe, ngay tại quán ăn. Đấy, cũng biểu hiện như là mắt lim dim hay mặt đỏ rồi dáng đi siêu vẹo. Đấy, và sau đó là thông tin cho lực lượng chức năng là công khai để tiến hành kiểm soát đo nồng độ cồn. Trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nồng độ cồn cho thấy nhiều người vi phạm vẫn tìm cách kéo dài thời gian gọi điện thoại, tìm cách xin bỏ qua lỗi. Nhưng với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tất cả các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản xử lý theo quy định. Chỉ tính từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, Công an thành phố Cẩm Phả đã kiểm tra xử lý 160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Khi làm nhiệm vụ trên đường thì chúng tôi cũng quán triệt là chấp hành đúng quy trình công tác và điều lệnh công an nhân dân. Trong quá trình công tác thì chúng tôi cũng dùng các cái thiết bị nghiệp vụ để ghi hình lại, làm cái căn cứ để xử lý những cái hành vi vi phạm sau này. Không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ phòng chống tác hại rượu bia đối với an toàn tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông, các tổ công tác hóa trang xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn sẽ được Công an thành phố Cẩm Phả duy trì liên tục, góp phần xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe.